Hello, xin chào tất cả các anh em. Thì anh em đang phân vân thắc mắc là những chiếc lọc xì Davis 231S này của bên em nó có hay như những cái lọc xì size 3U rồi cái giá của nó cao hơn không? Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để em test thử cho anh em nghe được là cái lọc xì Davis 231S này của bên em có hay thật không và chất lượng nó như thế nào, mà giá nó lại rất là tốt từ tất cả anh em, chỉ 1.400.000 đồng em bao ship và tặng dây rắc từ tất cả anh em. Thì ở đây thì hôm nay em có so sánh với những chiếc lọc của Opan này, cái hàng này anh em bán trên thị trường thì nó tầm khoảng 3.4-3.5 triệu cho một chiếc lọc xì này, và size của nó là size 3U. Nhưng đây em lấy với chiếc lọc xì Davis 231S của bên em, nó là size 2U thôi. Nhiều anh em bảo là cái lọc xì size 2U này thì không bao giờ hay bằng size 3U được, và cái giá của nó rẻ hơn rất nhiều anh em nhé, 1.4 triệu với lại 3.4-3.5 triệu, nó rẻ qua con lọc 3U nó đắt hơn tầm khoảng hơn 2 lần anh em nhé, hơn 2 lần so với những chiếc lọc xì của Davis 231 bên em bán. Và hôm nay em sẽ thử test cái chất âm để cho anh em cùng nghe thực hư thật là cái con lọc xì Davis 231S này và 231 của bên em nó có hay không anh em nhé. So sánh những lọc xì cao luôn anh em nhé, con này size 3U anh em bán hơn 3 triệu luôn, để cho anh em cùng thấy được cái chất âm của nó sẽ như thế nào, sẽ hay như thế nào anh em nhé. Đầu tiên em sẽ giới thiệu tới anh em cái dây rắc cắm. Con lọc xì của em là con lọc xì Davis 231S, là con ở trên nhá, con ở trên này, đầu ra này. Cái đầu này thì em sẽ cắm xuống cổng thứ hai của đẩy, và cổng một của đẩy thì em sẽ cắm với cái lọc xì bên dưới là cái lọc xì size 3U. Đây, em chỉ sử dụng đó là kênh 1 thôi nhá, đầu vào cũng sử dụng đó là mỗi rắc vào này và hai rắc đầu ra thôi, chứ không có rắc gì thêm anh em nhá. Và như anh em cũng thấy là tất cả em dùng đó là cổng thứ nhất trên lọc xì 231 của bên em, và con ở dưới thì em cũng dùng cái con lọc xì ở cổng trên này. Kênh 2 thì em đều giảm hết xuống, giảm hết xuống với cả hai con lọc, giảm hết xuống, giảm cả hết xuống anh em nhá. Em chỉ để cái con lọc xì này ở hướng 12 giờ này, cái vôn của nó chỉnh ở hướng tầm khoảng 1 giờ thì con lọc xì của em cũng ở hướng 1 giờ đây. Đấy, đều ấn đan cơ, đều có cắt các biên độ tần số và có qua lọc xì anh em nhé. Đấy, và đang để ở chế độ cân bằng, đang để ở chế độ cân bằng cả hai lọc xì để anh em cùng nghe. Đấy, cái trực quan nhất là ra cùng một loa và sử dụng cùng một đẩy và cùng một nguồn nhạc đầu vào. Loa đây thì em sử dụng đó là loa KT12, cùng là một cặp luôn em nhé. Nó chỉ khác nhau về cái tín hiệu của lọc xuất ra thôi, chứ còn đâu chất lượng âm thanh đầu ra, đầu vào thì đều sử dụng các thiết bị giống nhau. Và em sẽ thử cho anh em để anh em nghe cái chất âm. Và anh em để ý nhá, con lọc của em nó sẽ là cổng thứ nhất, cổng thứ hai trên đẩy là kênh 2 của đẩy, và cái con lọc size 3U này là kênh thứ nhất của đẩy. Và em sẽ thử cho anh em, anh em cùng đeo tai nghe vào để thưởng thức cái chất âm. Đây là cái con lọc ở dưới này anh em nhá. Đây là cái con lọc dưới này, đang để hướng hết cân bằng và chưa có căn chỉnh gì nhiều. Với những lọc xì này thì anh em có thể đeo tai nghe và anh em nghe thấy tiếng con này nó không được trong trẻo, nó không được sáng tiếng, không được ngon đâu anh em nhá. Anh em đeo tai nghe kỹ vào chưa, tiếng nó sẽ bị đục hơn, nó không được trong tiếng anh em nhá. Và sang cái con lọc của em, sang lọc của em, anh em đeo tai nghe và anh em có thể nghe thấy tiếng của nó đã sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn anh em nhá. Đều sử dụng một loa, đó loa KT12, nhưng sử dụng sang cái con lọc 231S của bên em thì cái tiếng của nó đã sạch sẽ hơn rất nhiều rồi. Anh em nghe tiếng của nó sạch sẽ hơn. Chuyển lại để anh em cùng nghe này, chuyển lại anh em cùng nghe. Sang con này tiếng nó tối đi hẳn và nó không còn được cái độ sạch sẽ của những dòng lọc anh em nhé. Chất âm nó không được sạch sẽ đâu. Anh em nghe kỹ chưa? Cùng đeo tai nghe vào hoặc cắm vào bộ dàn của anh em để anh em cùng thưởng thức. Sang kênh 2, kênh 2 là lọc của em nhé. Tiếng nó sạch sẽ hơn rất nhiều luôn. Và tiếp theo em sẽ thử đó là căn chỉnh đi. Sẽ thử căn chỉnh những chiếc lọc xì này. Và đây nó đều chung các giải bát chéc. Và ở đây nó con này nó chia đến làm 1, 2, 3, 4, 5 5 vạch. Nhưng con bên em nó chỉ có 4 vạch thôi. Và em sẽ tăng dần lên cho em. Đỉnh thì vẫn như quen thuộc, em vẫn để ở em sẽ tăng con này lên 2,5 lần đi, 2,5 đi, chia đôi đi. Đỉnh em vẫn để ở 50 với 63 anh em nhé. Và con này vẫn 8K, 10K. Và em sẽ thử cho anh em.
Đấy, em sẽ tăng lên cái đỉnh nha. Đấy, tăng chỉ tăng bát tăng chét thôi để anh em cùng nghe. Đỉnh con này 50-63 này. Tăng lên một lửa thôi anh em nhé. Đấy. Và anh em có thể nhìn thấy đây. Ok chưa? Và chét lên. Chét em tăng lên cho tới tất cả anh em. Đấy. Tăng chét lên, con này em tăng lên 2 vạch rưỡi anh em nhé. Đây 2 vạch rưỡi một lửa luôn này. Và con này em tăng lên đến vạch thứ 2 thôi. Đấy, tăng lên vạch thứ 2 thôi. Đỉnh đều là 8k. Đỉnh đây, con này 8k, con này 8k. Và em sẽ thử lại cái chất âm để anh em cùng nghe. Đấy, đầu tiên là kênh thứ nhất, đó là cái con lọc dưới này. Đấy. Con lọc dưới em nhé. Kênh 1 là con lọc dài bao uồn. Anh em có thể nghe kỹ, và cái chất âm của bộ dàn thì nó không còn được sạch sẽ đâu. Anh em nghe kỹ chưa? Đeo tai nghe vào hoặc cắm vào bộ dàn của anh em. Đấy. Tiếng nó không còn được sạch sẽ, nó sẽ bị vỡ tiếng. Đây là đang gây ra hiện tượng vỡ tiếng rồi anh em nhé. Đấy. Gây ra hiện tượng vỡ tiếng rồi. Và sang kênh thứ hai là con lọc xì kìa. Anh em có thể nghe thấy cái độ bát chét của nó lâng lên cho anh em nghe, nó khác biệt rồi. Kênh thứ hai nó là con lọc xì của bên em anh em nhé. Con lọc xì của bên em nó con 231F. Nghe nó độ vỡ tiếng của nó sẽ không có so với chiếc lọc xì bên dưới size 3U. Tiếng nó tròn đầy hơn anh em nhé. Đấy, tiếng tròn đầy hơn. Và sử dụng tiếp con lọc thứ nhất này. Con này nghe nó bị vỡ tiếng rồi anh em nhé. Và độ bát chét của nó không được rõ ràng, và nó không được tách bạch như con lọc 231S của bên em. Đấy. Nó đã bị hiện tượng vỡ tiếng rồi anh em nhé. Vỡ tiếng rồi đấy. Anh em đeo tai nghe vào để nghe rõ hơn. Tiếng nó không còn được sạch sẽ nữa. Và sang con thứ hai là con của bên em. Nghe chất âm nó khác hẳn luôn. Anh em cùng đeo tai nghe vào. Đấy, đấy là một cái video em làm rất ngắn thôi để giới thiệu và cho anh em xem đó là những chiếc lọc xì của bên em 231S nó có thực sự hay không. Nó so sánh với những lọc xì size 3U, giá tiền nó cao hơn rất nhiều, để anh em cùng xem cái chất âm của nó như thế nào. Đấy, tại vì sao những chiếc lọc xì này bên em bán rất nhiều và được rất nhiều anh em ca ngợi và khen ngợi những chiếc lọc xì này. Vừa rẻ, chất âm lại còn hay, và giá rất tốt và độ bền bỉ của nó rất là cao anh em nhé. Đấy. Đấy, qua một cái video em sẽ làm cho anh em nó nguồn nhạc vào. Đây thì anh em có thể nhìn thấy nguồn nhạc vào thì cùng một nguồn nhạc này, và đẩy thì cùng một đẩy này, loa thì cùng là một loại loa, đó là loa KT12, đều một loại loa thôi. Nó chỉ khác cái chất âm của những dòng lọc nó đưa ra khác nhau. Đấy, lọc chất âm của lọc xì 231S khác nhau, và cái chất âm của lọc cái lọc xì size 3U này, chất âm nó đưa ra khác nhau thôi, để anh em cùng thấy được là cái chất âm của chiếc lọc xì DBX231 này của bên em nó sẽ hay như nào. Thì mọi thông tin nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Anh em nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông, xem video nhớ cho em một like để ủng hộ kênh anh em nhé. Đấy, 1.4 triệu với con lọc xì 231S. Hôm nay làm cái video kiểm chứng cho anh em, rất là công bằng và rất là khách quan với những lọc xì 231 và những size 3U. Đó đây. Giá tiền nó gấp đến hơn 2 lần anh em nhé. Gần đến 2 lần rưỡi luôn chiếc lọc xì này. Đấy. Để cho anh em xem cái chất âm nó rất là sạch sẽ. Chất âm của lọc xì 231S rất là sạch sẽ và rất là hay. Lâng lên rất là tốt anh em nhé. Đấy, thì anh em là có nhu cầu mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới. Rồi chào tất cả anh em, và hẹn anh em ở các clip lần sau ạ.